chuyện kinh dị, trò chơi gọi hồn. Tác giả Nguyễn Huy, giọng đọc Tả Từ, Bí ẩn Radio. Phần thứ 3 và cũng là phần kết thúc. Lại một đêm mất ngủ với Hương. Cả người cô dường như mất đi rất nhiều sức sống. Ánh mặt trời vừa ló dạng, cô đã phải tức tốc mà chạy sang bên nhà Hùng. Khi xe vừa đến cổng, đã nghe có tiếng khóc của mẹ Hùng từ bên trong vọng ra. Bà đau khổ vì cái chết không toàn thây của con mình. Đêm qua, khi người ta phát hiện ra xác của Hùng, thì toàn thân đã nắp bét như giấy vụn, tay chân mỗi chỗ một nơi. Nhưng lạ tay, người ta chỉ tìm được một cái chân, còn một cái nữa thì biến mất không dấu vết. Những người xung quanh hô hoán nhau tới xem, thì may sao tìm được trong túi quần Hùng còn cái ví của cậu. Trong đó có một số giấy tờ tùy thân, nên người ta mới dễ dàng liên lạc được với gia đình tới nhận xác Hùng về. Hương vừa đi vào trong mà hai chân cô run lên cầm cập. Cái xác nếp bét kia đã được nhanh chóng bỏ vào trong áo quan để tránh ruồi bâu kiến động, thêm nữa tránh được cái sự đau lòng dành cho người thân. Con tôi nuôi lớn tới chừng này rồi mà sao nó lại rời bỏ tôi, trời ơi là trời. Tiếng khóc tiếng than của cô Tuyết, mẹ của Hùng, cứ vang lên thảm thiết, làm cho ai cũng mủi lòng mà sụt sùi khóc theo. Cái đó là thằng Tí Xún, em trai út của Hùng. Nó năm nay chỉ mới 4 tuổi đầu, khoác lên mình bộ áo tang dài luộm thuộm, đầu quấn khăn tang, mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ ngồi bên cạnh mẹ nó mà nhìn mọi người xung quanh. Thấy Hương từ bên ngoài đi vào, Tí Xún đứng dậy mà nhìn Hương cười tít cả mắt. Thằng bé chạy ra nắm tay lấy Hương, rồi vừa đi vừa nói: chị Hương, anh hai em đi ngủ rồi, chị Hương chơi với em nhé. Nghe tiếng Tí Xún nói như vậy thì hai hàng nước mắt của Hương tự động mà chảy dài trên má. Ôm lấy Tí Xún vào lòng, Hương ngồi xuống rồi nói với Tí: ừ, cô Tí ngoan nhé, chị Hương gặp anh hai một tí rồi ra chơi với Tí. Tí Xún mỉm cười thơ ngây rồi gật đầu, tay chỉ vào cái quan tài rồi nói: anh hai em ngủ ở trong kia kìa, chị kêu anh dậy đi. Rồi Tí Xún nắm tay Hương mà kéo đi. Cái bộ áo tang dài quá chân làm cho Tí đi lại rất khó khăn. Nó cứ kéo bên này rồi kéo bên kia ống quần lên. Tới gần trước cái quan tài, Hương run run chân mà bước tới, nhìn thẳng vào bên trong, thấy Hùng đang nằm trong đó, khuôn mặt trắng bệch, hai môi tím dịu, cả thân người được bọc trong cái áo tang màu vàng đỏ. Nhưng Hương chợt nhận ra bên dưới chân của Hùng sao chỉ có một bên chân. Hương rụt rùi nước mắt, lấy tay mà lau đi từng giọt nước mắt tiếc thương. Hương biết trước cái chết sẽ đến với Hùng. Chính giấc mơ đêm ấy đã báo cho Hương biết. Nhưng cô không làm được gì, càng lại tự trách mình nhiều hơn. Chứng kiến những đứa bạn thân nhất của mình từ từ lìa xa cõi đời mà lòng cô đau như cắt. Hương nhẹ nhàng đi đến chỗ cô Tuyết. Cô ơi, con Hương đây, bạn thằng Hùng đây. Đêm qua Hùng bị làm sao mà mất vậy cô? Cô Tuyết ngước mắt lên mà nhìn Hương, khuôn mặt đầy sự bi thương của người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, làm cho Hương chợt thấy bùi ngùi. Cô Tuyết sụt sùi: Hương à con, thằng Hùng nhà cô nó bị xe lửa cán chết con ơi. Tội nghiệp nó lắm. Tới lúc mà người ta phát hiện ra cái xác của nó thì thân xác nó nắp bét ra hết rồi con ơi. Mà bây giờ lại mất đi một cái chân, không biết là con thú gì nó gặm đi mất rồi. Nói tới đây, cô Tuyết lại cụm mặt mà khóc nấc lên từng tiếng. Hương phải ngồi xuống mà an ủi cô vài lời. Trong lòng Hương bắt đầu suy nghĩ về hai cái chết của Minh và Hùng. Cả hai đều bị mất một chân. Chợt rùng mình, Hương dường như đã biết được thứ gì đã gây ra cái chết cho cả hai. Là nó, chính nó. Hương lẩm nhẩm trong miệng. Cô Tuyết nghe Hương nói thì hỏi lại: con nói nó là ai? Bộ con biết cái chân còn lại của Hùng nhà cô ở đâu à? Hương chợt giật mình rồi đáp: Dạ không phải cô, con suy nghĩ chút chuyện linh tinh ấy mà. Giờ con có việc, con chỉ ghé nhìn mặt Hùng lần cuối, tầm chiều con quay lại viếng Hùng cô nhé. Nói rồi Hương đi tới mà nhìn vào trong quan tài một lần nữa, rồi nén đau thương trong lòng mà bỏ đi ra ngoài, leo lên xe mà chạy về nhà Kim. Hương móc điện thoại ra gọi cho Trang, nhưng nhận lại là tiếng tít tít không liên lạc được. Còn Huyền thì bắt máy: Alo Huyền à, mày đang ở đâu đấy? Tao có tí việc đây, mày qua nhà con Kim nhé. Tao à? Ừ, tao mới ngủ dậy, có chuyện gì mà sớm thế?
tối qua tao nhắn chuyện thằng Hùng chết, mày đã biết chưa? Ừ, tao vừa bên nhà Hùng về đây. Mày ghé nhà con Kim nhá, tao có việc này gấp lắm. Rồi Hương tắt máy, lại bật sang mà cố liên lạc cho Trang. Nhưng gọi mãi mà điện thoại Trang vẫn không liên lạc được. Hương không biết có chuyện gì chẳng lành đến với Trang hay không. Trang giật mình tỉnh giấc, đầu cô đau như búa bổ, miệng thì chém chép có mùi gì đó tanh nồng xộc lên mũi. Trang lấy tay trấn tĩnh đầu óc lại, thì nhận ra mình đang nằm dưới một gốc cây lớn. Trang ngồi dậy mà phun trong miệng mình ra vài đợt nước bọt. Cái mùi tanh tưởi kia lại xộc lên, khiến cho cô khó chịu vô cùng. Chợt nhận ra từ trong miệng mình phun ra chỉ toàn là máu. Cô hốt hoảng cố phun ra thêm một ít nữa để kiểm chứng, thì vẫn một màu máu đỏ tươi. Vội đưa tay vào trong miệng mình mà dò tìm xem có thứ gì trong đó. Tay cô móc hết bên này sang bên kia, rồi chọc thẳng vào cuống họng của mình. Sau đó Trang lại ói hết những thứ bên trong bụng mình ra. Sau khi ói hết một loạt, nào là máu, nào là thịt chưa tiêu hóa, Trang nhăm mặt mà ôm lấy bụng. Cô ngã người ra đằng sau thì cảm giác như mình đang nằm đè lên một thứ gì đó. Cô đưa tay sờ sờ, thấy nó mềm mềm, lại có chỗ như nhão nhét ra. Trang quay lại nhìn thì tá hỏa mà hét lên. Cô lùi người về phía sau, khuôn mặt hốt hoảng cắt không còn giọt máu. Trước mắt cô bây giờ là một cái cẳng chân đầy máu me kinh tởm, có chỗ còn lòi cả xương trắng ra. Trang lấy tay bụng miệng mà nôn tốc nôn tháo. Cô liếc nhìn thì thấy ngay chỗ khúc thịt bầy nhầy kia rơi ra còn có những dấu răng cắn nẩm chởm. Trang run run mà quay lại nhìn xem cái đống mình vừa ói ra. Cô điếng hết cả người vì đó là đống máu và thịt còn nham nhở. Trang cả kinh mà hét lớn lên, rồi bùng dậy cắm đầu chạy thật nhanh. Cô không tin rằng là chính mình đã ăn thịt người. Vừa chạy cô vừa khóc nức nở, kéo cái áo mà lau hết máu me trên miệng, rồi đâm đầu mà chạy thẳng về nhà. May sao lúc này trời đang sáng sớm, khu vực này cũng ít người qua lại, nên Trang thuận lợi mà chạy thẳng được về tới nhà. Cánh lúc không có ai dưới phòng khách, cô chạy thật nhanh lên trên phòng của mình mà đóng chặt cửa, vội vàng lao vào nhà vệ sinh mà tắm, mà rửa sạch sẽ hết những cái thứ kinh tởm còn dính trên người. Trang như hóa dại, hai tay kỳ cọ thật mạnh vào làn da của mình, làm cho cả thân người của cô phỏng lên từng mảng lớn nhỏ. Nước từ vòi sen cứ thế mà tuôn xuống xối xả. Trang vừa tắm vừa khóc trong hoang mang. Huyền lúc này đã đứng trước cửa nhà Kim. Đứng kia một hồi thì mẹ Kim ra mở cửa. Con Hương nó bảo cháu sang đây, thế nó có ở trong không cô? Có, con vào nhà đi. Mà có mỗi mình con thôi à? Cô Hồng hỏi. Huyền đáp lại. Dạ có mỗi con thôi, Hương có gọi cho con Trang mà dường như là không liên lạc được. Cô Hồng thở dài một tiếng. Thôi, con vào nhà trước đi, rồi từ từ nói chuyện. Huyền đi vào trong nhà thì thấy Hương với Kim đang ngồi đợi sẵn ở phòng khách. Kim vẫn còn một chút hoang mang về giấc mơ đêm qua, lại còn một lần chết thụt do tự tử. Ánh mắt cô còn hoang mang và thất thần lắm, đôi khi lại lẩm nhẩm một vài từ. Tao xin lỗi. Thấy Huyền đi vào, Hương ra hiệu cho Huyền ngồi xuống kế bên. Huyền thấy Kim với vẻ bất bình thường thì mới hỏi. Kim ơi, mày nói cái gì vậy? Lúc này Kim mới quay lại với vẻ mặt thất thần, không còn chút sức sống nào. Ánh mắt thâm quầng nhìn Huyền. Rồi mãi mắt của Kim mới mở to ra, làm cho Huyền giật mình mà ngồi lùi về sau. Kim lúc này mới thì thào. Tao xin lỗi, mày đừng nói cho ai, tao xin lỗi. Rồi Kim đưa tay mà chụp lấy tay Huyền, làm cho cô sợ đến tái mặt. Hương mới chụp tay Kim rồi trấn an. Kim, mày bình tĩnh đi, đây là con Huyền, Huyền bạn mình đấy, nhớ không? Không phải là Minh đâu, là con Huyền. Kim quay sang mà nhìn Hương, rồi lại quay sang nhìn Huyền mà gật đầu mấy cái, đưa ngón tay lên mà chỉ vào mặt Huyền. Mày là Huyền đúng không? Huyền không phải Minh. Huyền sợ sệt mà khẽ gật đầu mấy cái. Kim lúc này cũng gật đầu thêm mấy cái nữa, rồi quay đi chỗ khác. Huyền lúc này mới hỏi Hương về tình trạng của Kim. Hương cũng đành kể lại hết toàn bộ sự việc từ trước tới nay. Nghe tới đây thì Huyền cũng tái hết cả mặt, hoang mang hoảng sợ tột độ.
biết rằng mình cũng nằm trong danh sách của những cái tên đang chờ chết. Huyền hoảng loạn mà nắm lấy tay Hương. Mày ơi, giờ phải làm sao hả mày? Làm sao bây giờ? Tao không muốn chết đâu, tao không muốn chết. Cô Hồng ngồi bên đối diện thấy vậy thì cũng lên tiếng trấn an. Con cứ bình tĩnh đi, bây giờ chúng ta sẽ đi qua gặp cô Năm của con Hương, cũng là bạn của cô. Nó cũng biết chút ít về trừ tà đấy, để qua xem nó có giúp được gì hay không. Hy vọng là nó giúp được, chứ cô thấy con Kim như vậy thì cô cũng không kìm được nước mắt đâu. Huyền lúc này mới quay sang chụp lấy tay cô Hồng. Cô ơi, cô nói bạn cô cứu con đi, con không muốn chết, con không muốn chết đâu. Cô Hương lấy tay đầu đập lên tay Huyền mà trấn an, rồi quay sang mà nhìn Hương. Thôi, bây giờ mau đi sang con bé Năm đi, con coi gọi cho nó xem nó dậy chưa. Hương gật đầu dạ một tiếng, rồi rút điện thoại ra gọi cho cô Năm. Alo, Năm hả? Năm dậy chưa? Tụi con qua nhá. Ừ, mấy đứa qua đây đi. Năm mới lau dọn cái bàn thờ xong. Thế rồi, cả bốn người Hương, cô Hồng, Kim và Huyền cùng đi sang nhà cô Năm của Hương. Nhà cô cách đây cũng không xa, đi xe khoảng chừng 3 phút là tới. Đứng trước cửa kêu mấy tiếng thì cô Năm ra mở cửa, mời mọi người vào trong. Vừa nhìn thấy Kim, cô Năm nheo mắt lại mà nhìn chằm chằm, rồi kéo cô Hồng lại mà nói. Này, con gái mày tại sao lại mất một vía thế kia? Cô Hồng nghe vậy thì hoảng hồn, nắm tay Năm mà hỏi dồn. Mày nói thiệt hả? Sao mày biết được? Cô Năm vừa đi vào vừa nói với cô Hồng. Tao nhìn cái vẻ mặt nó là tao biết. Cái này thì quá dễ dàng. Con mày bị lạc mất một vía. Tao nghĩ có lẽ cái vía đó đã lạc trong lúc chơi cổ cơ rồi, hoặc là cái lúc nó thắt cổ tự tử ấy, một vía đã thoát ra bên ngoài rồi. Cô Hồng hỏi. Vậy có cách nào thu lại được không? Có, nhưng mà phải biết được cái vía nó đang lạc ở đâu đã. Thôi, đi vào trong rồi tính. Cả nhóm bước vào trong điện thờ của cô Năm, nơi nằm trên một tầng lầu riêng biệt. Ở giữa bàn thờ là bức tượng địa mẫu khoác áo màu đen, chân thì đứng trên một búp hoa sen, tay phải bắt ấn ngửa lòng bàn tay xuống, tay trái thì bắt ấn chỉ tay lên phía trước. Khuôn mặt và nụ cười hiền hòa nhưng trang nghiêm đến lạ thường. Cô Năm bảo Hương, Huyền ngồi hai bên để cho Kim ngồi chính giữa. Cô với tay mà thắp lên ba cây hương, bảo cả ba ngồi chắp tay. Cô đưa tay dâng cao hương lên đầu mà đọc văn khấn. Một hồi sau thì cúi lạy địa mẫu ba lạy. Hương và Huyền lúc này cũng cúi lạy theo. Kim từ khi bước lên trên ban thờ thì cô không còn nói làm nhảm như trước nữa. Cô chỉ im lặng mà đưa ánh mắt nhìn xung quanh. Cô Năm cúi đầu lạy ba lạy xong thì quay sang mà dùng hương xoay quanh đầu Kim. Vừa xoay cô vừa đọc lâm dâm gì đó trong miệng. Sau một hồi thì cô dùng tay bắt ấn rồi điểm nhẹ lên đầu Kim. Lúc này Kim chợt mềm nhũn ra như cọng bún, cả người ngã xuống đất. Rồi cô Năm quay sang mà cắm ba cây hương lên bát hương. Hương với Huyền lúc này phải đỡ Kim nằm trong người mình. Năm lấy ba tấm giấy màu vàng, đưa tay với lấy cây cọ mà chấm bằng một ít mực đỏ, rồi lại vẽ ngoằn nghèo thứ gì đó. Sau khi đã vẽ xong ba lá bùa, cô gấp lại ngay ngắn, rồi đưa cho Huyền và Hương mỗi người giữ một tấm. Tấm còn lại thì nhét vào trong người của Kim. Đây là cái bùa bình an, nó còn có công dụng là trấn yêu ma quỷ, không cho nó quậy phá bổn mệnh của mình. Mỗi đứa giữ một cái để tránh bị cái trường hợp xấu nhất xảy ra. Còn con bé Kim này tạm thời nó không sao. Năm vừa làm phép giữ vía lại cho nó, không có mất thêm cái vía nào nữa, coi như là giữ được mạng. Còn một cái vía kia sẽ tìm sau. Rồi dì Năm bảo mọi người cùng đi ra nơi có cái thảm có sẵn, cái bàn trà ở giữa. Năm ngồi xuống rót năm ly trà rồi mới nói. Uống đi cho tỉnh người. Bình trà Năm mới pha để cho tụi bây uống đó. Cô Hồng lúc này bưng cái ly trà lên mà nhấp một ngụm rồi hỏi. Rồi cái chuyện này mày tính sao bé Năm? Năm cũng nhấp một ngụm rồi mới nói. Theo như hồi đêm con Hương nó nói ấy, thì tao cũng suy đi tính lại rồi. Bây giờ thì hai đứa chết, bốn đứa còn sống. Ủa, mà sao đây có ba đứa, còn một đứa nữa đâu? Hương lúc này mới lên tiếng. Dạ con Trang, sáng giờ con gọi nó không được, không biết nó có chuyện gì không. Cô Năm chặt lưỡi, đứng dậy mà cầm giấy bút vẽ thêm một lá bùa nữa rồi đưa cho Hương. Đây, con cầm lấy cái này đưa cho con bé đó. Nếu được ấy, thì mấy đứa đêm nay tới đây mà ngủ, để tránh bị con quỷ kia nó ám. Hương gật đầu dạ, rồi đưa tay nhận lấy tấm bùa. Hỏi thêm mới biết thì đêm qua vong hồn của Minh về phá trong giấc mộng của Kim.
Lúc này dì Năm mới bảo: "Được rồi, bây giờ dắt Năm tới chỗ nhà thẩm minh gì đó để Năm đi coi tình hình xem sao." Thế rồi cả năm người đồng loạt kéo sang bên nhà Minh. Vừa tới nơi, thấy lễ tang đang diễn ra, bố mẹ Minh ngồi ở trước bàn mà tiếp khách. Năm đi tới chào hỏi, rồi đọc trên cái bảng cáo phó, thấy 3 giờ chiều nay là di quan. Năm đưa tay bấm bấm tính tuổi của Minh, rồi tính ngày giờ một hồi, thì lắc đầu, đi tới chỗ Hương đang ngồi với bố mẹ Minh, rồi ngồi xuống mới nói: "Thiệt tình, cái chuyện này cũng không biết nói sao với anh chị, nhưng mà cái giờ, cái giấc này, ai xem cho anh chị? Nó rơi vào cái giờ không được tốt cho lắm đâu, dễ bị ma quỷ nó quấy phá thằng nhỏ lắm." Mẹ Minh nghe dì Năm nói như vậy thì vội vàng mà hỏi lại: "Bộ chị biết coi ngày à? Tôi thì đâu có rành gì đâu, đi xem người ta nói sao thì tôi làm y chang vậy." Năm gật đầu rồi nói: "Tôi thì cũng biết chút ít, cũng đủ xài. Nghĩ cái tình cháu nhà là bạn con cháu tôi, nên tôi giúp tận tình vậy." Rồi dì Năm lại bấm tay một hồi rồi nói: "Thôi thì giờ này cũng được, nhưng mà bắt buộc phải có cái nghi thức thì mới xong." Mẹ Minh mới hỏi tiếp: "Nghi thức gì vậy chị?" "Là đào thải di quan." Cả năm người trong bàn đều ngỡ ngàng nhìn Năm, dường như họ chưa nghe qua cái nghi thức này bao giờ. Cô Hồng mới hỏi: "Đó là cái gì vậy mày?" Năm lúc này mới từ từ giải thích: "Đào thải di quan ấy là cái nghi thức cho người theo hầu linh hồn người chết về cõi bên kia. Nếu mà khi chết đi, nhiều linh hồn sẽ không biết những quy tắc để đi qua các cửa, thì sẽ bị ma quỷ ám hại. Có khi bốn đào thải thì linh hồn sẽ qua được bến yên nghỉ một cách thuận lợi." "Vậy bốn đào thải kia là ai?" "Bốn đào thải là bốn đứa trẻ được ăn mặc vẽ mặt theo kiểu cách trong tuồng cổ. Có lúc thì mặc những bộ đồ như thiên thần, tùy theo bên dịch vụ mai táng sắp xếp. Lý do phải vẽ mặt ấy và cách ăn mặc như vậy là để tránh ma quỷ phát hiện mà theo quấy phá. Ma quỷ không phá được linh hồn người chết thì sẽ quay qua mà phá bốn cái đào thải. Nhưng nhờ có lớp vẽ mặt và trang phục nên bầy ma trúng quỷ sẽ khó mà phát hiện ra." Mẹ Minh lúc này với vẻ mặt đăm chiêu hỏi lại: "Nếu bây giờ yêu cầu bên phía dịch vụ mai táng thì có kịp không?" "Thì chị cứ liên lạc bên đấy xem thử thế nào. Nếu mà không kịp ấy, thì mình sẽ tính cách khác." Mẹ Minh rút điện thoại ra rồi gọi cho bên dịch vụ mai táng. Sau một hồi thương lượng trao đổi thì bên dịch vụ cũng đã đồng ý. Theo đúng 3 giờ chiều nay sẽ có 4 đào thải tới để giúp cho việc di quan. Mọi chuyện trước mắt thì xem như đã ổn một phần. Hương vẫn đang cố gọi điện cho Trang nhưng vẫn không được. Cảm giác bất an lại bắt đầu xuất hiện. Hương với Năm tức tốc mà chạy sang nhà Trang, còn lại thì qua đám tang của Hùng. Hương đi với Năm qua nhà Trang thì thấy mẹ Trang đang ngồi dưới phòng khách. Hương bước vào mà chào hỏi rồi xin cho phép gặp Trang. Mẹ Trang mới đáp: "Hương đây à, con lên phòng xem thử nó có ở trên không, từ sáng tới giờ cô cũng chưa thấy nó xuống." Năm đứng trong phòng khách mà ánh mắt đăm chiêu nhìn xung quanh, kéo tay Hương mà nói nhỏ: "Dắt gì lên trên đi, thứ không sạch sẽ đang lẩn quẩn ở trong ngôi nhà này. Đã vậy nhà này lại không có thờ phụng gì hết, thiệt tình." Hương giật mình với những lời nói của dì Năm, ánh mắt ngỡ ngàng. Dì Năm khẽ gật đầu ra hiệu cho Hương dẫn đi. Hương đi lên lầu mà gọi Trang: "Mày dậy chưa Trang ơi, tao Hương đây." Mọi thứ vẫn im lặng, ánh mắt Năm thì vẫn đang căng thẳng mà dò tìm xung quanh. Hương đứng trước cửa phòng mà kêu: "Trang ơi, tao Hương đây." Năm nhau mắt mà nhìn từ bên trên xuống dưới. Một luồng âm khí phảng phất từ trong căn phòng này tỏa ra. Tay phải đã thủ sẵn ấn phòng trừ trường hợp bất ngờ xảy ra. Hương vẫn đang đứng gọi cả buổi thì có tiếng từ bên trong vang lên: "Mày tìm tao có việc gì không? Mở cửa đi, tao có việc muốn nói với mày." Trang từ bên trong nói vọng ra: "Không, tao không muốn ra ngoài đâu. Tao không có việc gì với bọn mày hết. Mày đi về đi." Lúc này Trang đang ngồi quấn cái chăn trên giường, ánh mắt như ngây dại dần đi, đầu tóc còn đang ướt xõa bao trùm lấy khuôn mặt cô. Cảnh tượng này nếu mà ai tình cờ đi ngang qua thì cũng phải giật thót tim. Đừng nói mãi mà Trang không chịu ra gặp, mẹ Trang từ bên dưới mới đi lên rồi nói: "Thôi, có chuyện gì gấp gáp lắm hay sao mà hai người đứng kêu mãi thế? Con bé nó bảo không muốn gặp rồi." Lúc này Hương cũng hơi ngượng,
cúi đầu xin lỗi rồi nắm tay mẹ Trang đi xuống dưới lầu. Vừa ngồi xuống ghế, Hương bắt đầu kể ra toàn bộ sự việc cho mẹ Trang nghe và lý do tìm tới đây là vì muốn giữ bình an cho Trang. Mẹ Trang nghe qua hết một lượt thì nửa tin nửa ngờ. Này, con đừng có nói bậy bạ nha Hương. Nể tình hai đứa bây chơi với nhau từ nhỏ đến giờ, bác không có nặng lời với con đâu. Hương biết chuyện này nói ra thì mẹ Trang không tin cũng đúng, vì tự dưng có hai người nói chuyện ma quỷ đang ám hại con mình, thử hỏi có ai tin liền hay không. Lúc này cô Năm mới lên tiếng mà nói: Chị Thu, chị còn nhớ em không? Lần trước chị có ghé qua chỗ em nhờ em xem ngày để cất nhà ấy. Mẹ Trang nhìn dì Năm một hồi rồi à lên: À, bé Năm à, đúng không? Chị nhớ rồi. Dì Năm gật đầu: Dạ. Còn cái chuyện lần này là của mấy đứa cháu nhỏ, nó lỡ nghịch dại. Giờ em với cháu nó có nói thêm thì chắc chị cũng không tin đâu. Thôi bây giờ như vậy, chị cầm cái lá bùa bình an này, dáng mà đưa cho con bé để nó giữ. Còn nếu không ấy thì chị cứ giữ đấy bên mình. Lúc này em thấy trong phòng con bé âm khí nhiều lắm, em e rằng đêm nay có việc chẳng lành đấy. Đây là số điện thoại của em, đêm nay có việc gì xấu ấy cứ gọi cho em ngay. Thôi em xin phép chị. Nói rồi dì Năm quay sang nhìn Hương: Về thôi con, chuyện này tối nay mới biết được tốt xấu. Cô Thu nhìn cái lá bùa trên tay, vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Cũng không hiểu hai người kia đang nói gì, nhưng vẫn ậm ừ, rồi cũng cầm cái lá bùa cùng với tờ giấy có số điện thoại của dì Năm mà bỏ vào trong túi áo. Cái chuyện này chị cũng chưa biết hai đứa có nói thiệt hay không, nhưng mà Hương, con nói rõ cho cô nghe cái chuyện mấy đứa rủ đi cầu cơ là có thiệt hay không. Hương gật đầu mà ngượng ngùng đáp: Dạ, chuyện đó là có thiệt đấy. Với lại cái Trang nó bị quỷ nhi nhập lúc ban đầu cũng là có thiệt đấy ạ. Con xin lỗi cô. Cô Thu lúc này vẻ mặt đăm chiêu mà suy nghĩ hồi lâu: Bộ tụi bay hết chuyện chơi hay sao? Tổ mẹ tụi bay. Được rồi, để con Trang cô canh nó xem sao. Có chuyện gì thì cô gọi cho cô Năm. Hương gật đầu rồi dạ một tiếng ra vẻ biết lỗi, rồi đi xe mà chở dì Năm sang bên nhà Hùng. Cả hai bước vào thì thấy mọi người trong nhà đang bu vào một chỗ nơi cái quan tài của Hùng. Lúc này có một vài chiến sĩ công an đang ngồi làm việc với mẹ Hùng. Bên kia là đội ngũ y tế đang khâu cái chân bị đứt lìa của Hùng ra vào lại thân thể. Sau khi làm thủ tục nhận lại cái chân con mình, mẹ Hùng cảm ơn rối rít đội ngũ công an đã giúp mình trong chuyện tìm lại thi thể cho Hùng. Tiễn đoàn cán bộ ra về, cũng là lúc mẹ Hùng mới đi vào mà tiếp Hương với Năm. Còn có cả cô Hồng, Kim và Huyền nữa. Lúc này 6 người mới vào ngồi chung một bàn. Mẹ Hùng kể chuyện của con trai mà rơm rớm nước mắt rụt rùi. Năm thì tranh thủ liếc mắt nhìn trên cái bảng cao phó, rồi nhìn thẳng vào di ảnh của Hùng đang đặt trên bàn thờ. Đợi một lúc thì mẹ Hùng phải đi bàn khác để tiếp khách. Năm kéo mọi người trụm lại rồi nói: Cái thằng cu này nó chết oan đấy. Xem ra oán khí nó tụ lại cái chỗ quan tài kia nhiều lắm. Không giải quyết kịp con quỷ kia thì coi chừng nó với con quỷ kia cùng nhau mà quậy phá thì khổ lắm đấy. Huyền lúc này với khuôn mặt tái mét, cắt không còn giọt máu, mới lên tiếng: Nữa à cô, thằng Hùng nó sẽ hóa quỷ hả? Rồi nó có về ám tụi con không? Năm lắc đầu rồi đáp: Cô cũng không biết đâu. Đó là con tùy vào tâm tính thằng này. Nhưng trước mắt thì thấy oán khí của nó cao lắm. Nhưng mà cái ngày cái giờ chôn cất nó cũng có vẻ tốt, nên chuyện này sẽ tính sau. Trước hết phải bắt con quỷ một giò kia đã. Còn cái chuyện trừ oán khí cho thằng cu này, chắc phải chờ đến lúc thằng Hiếu, bạn cô, nó là người xuất gia, nên nhờ nó làm lễ cầu siêu thì là tốt nhất. Cô Hồng lại hỏi: Vậy bây giờ mình nên làm gì? Hương cũng cùng thắc mắc, chăm chú nhìn dì Năm. Trước mắt ấy, để cho an toàn, mọi người cứ về nhà cô mà ở trước đã. Dù gì ở nhà cô cũng có điện địa mẫu, ma quỷ nó không dám vào quấy phá đâu. Trước hết thì bây giờ về nhà, rồi chiều nay qua tiễn đám thằng cu Minh, rồi thì Năm sẽ đi tìm cái vía con Kim mà gọi về, rồi còn tối nay chờ bên chị Thu xem tình thế nào nữa. Mọi người cùng nhau cúi chào mẹ Hùng mà ra về. Tất cả đều về nhà Năm mà nghỉ ngơi. Vì nhà Năm là nhà 3 tầng, Năm có 2 đứa con nhỏ ở, mà 2 đứa nhỏ thì cũng đi học Sài Gòn hết rồi, nên bây giờ nhà chỉ có mỗi mình Năm. Mọi người khi tới đây cũng được khá thoải mái.
đúng 3 giờ chiều khi cái lễ di quang của Minh chính thức diễn ra. Hương, Huyền với Năm đều có mặt để tiễn Minh về nơi an nghỉ cuối cùng. Chỉ có cô Hồng và Kim là không đi. Kim vẫn còn mệt mỏi và ê ẩm cả người nên không đi được. Cô Hồng thì phải chăm Kim nên cũng đành ở nhà. Lúc này đội ngũ đạo tì âm công cũng đã sẵn sàng mũ áo chỉnh tề mà bắt đầu công việc của mình. Bốn đào thải cũng bắt đầu đứng bốn góc quan tài của Minh để chuẩn bị đưa linh hồn Minh về nơi yên nghỉ. Người đứng đầu đội đạo tì múa máy một hồi thì gõ hai cái thanh gỗ vào nhau 3 tiếng căng cắc. Bớ âm công. Hai hàng đạo tì lập tức dạ. Rồi người đứng đầu lại nói: Bớ âm công, trước linh tuyền chắp tay lại cho nghiêm trang, bái hai bái. Lúc này những người đồng loạt mà cúi lạy hai lạy. Rồi ông lại tiến về hướng bàn thờ của Minh, chắp tay rồi nói: Nam mô A Di Đà Phật, đã đến giờ di linh cữu. Một hai ngày tá giá quan, hữu giá linh, đưa phần hồn ra khỏi ác tuyền, cho ta đây di quan nhập mộ. Sau 3 tiếng gõ, đội đạo tì cũng đi tới mà đưa vai nâng lên cái quan tài. Bên trên là bốn đào tài cũng múa máy tay chân mà hành lễ, rồi đứng trang nghiêm để đội đạo tì khiêng lên cùng với quan tài Minh. Khi đội đạo tì vừa khiêng quan tài ra khỏi cửa nhà thì người đứng đầu ra hiệu cho tất cả dừng lại. Ông lại dùng hai thanh gỗ mà gõ vào nhau. Bớ âm công. Dạ. Nghiêng vai đón lấy đầu rồng, xá nhà 3 nhịp tiễn người di quan. Lập tức đội đạo tì cũng cúi nhúng người 3 nhịp, như là Minh đang cúi đầu 3 lạy để bước ra khỏi ngôi nhà của mình. Kèn trống lại nổi lên inh ỏi. Hương và Năm cùng với Huyền cũng đi theo dòng người mà tiễn Minh đi ra nơi huyệt mộ. Sau một hồi thì cái quan tài cùng với 4 đào thải cũng đã được khiêng đứng trước huyệt mộ. Lúc này nghi thức roi mây gác hòm. Mẹ Minh dùng một cây roi mây, sau đó bà đánh nhẹ lên quan tài 3 roi. Mỗi lần roi đánh xuống, mẹ Minh nước mắt ngắn nước mắt dài mà tuôn ra, lòng đau như cắt. Sở dĩ mẹ Minh phải làm như vậy là vì để cho khi vong hồn của Minh bị xét xử dưới âm ti thì thập điện Diêm La soi kính mà thấy được người này đã bị đánh vì tội bất hiếu. Ở đây khi con cái chết trước cha mẹ chưa báo ân dưỡng dục thì đều bị đánh cho 3 roi mà vào quan tài. Chưa hết, trên quan tài còn phải mang 1 hoặc 2 chiếc khăn tang tượng trưng cho tăng cha và tăng mẹ. Nếu còn ông còn bà thì mang thêm khăn. Khi đã hoàn thành xong nghi thức roi mây gác hòm, 4 đào thải cũng leo xuống dưới mà đứng 4 góc. Người đứng đầu đạo tì lại gõ 2 thanh gỗ. Bớ âm công. Nghiêng vai đỡ lấy đầu rồng, lồng dây hạ huyệt cho người an yên. Dứt lời, đội đạo tì bắt đầu lồng dây qua quan tài của Minh, rồi lại hạ quan tài nằm sâu xuống dưới 3 mét đất. Bố mẹ Minh như ngã cục xuống khi thấy con mình giờ đây vạn thu yên giấc. Hỏi có cha mẹ nào mà không đau lòng khi nhìn thấy con mình ra đi một cách tức tưởi như thế, bỏ cha bỏ mẹ mà ra đi hay không. Rồi mọi người mỗi người một nắm đất mà xót thương cho chàng trai trẻ. Hương với Huyền khóc nức lên từng tiếng. Bạn của hai cô bây giờ coi như đã hóa về cát bụi. Mọi thứ kỷ niệm chỉ còn là quá khứ. Ấy thế rồi mọi người lại ai về nhà nấy. Hưng, Huyền và Năm quay trở lại nhà Năm. Kim lúc này cũng đã đỡ hơn, cô bình tĩnh hơn rất nhiều, có thể nói chuyện qua lại với mọi người được rồi. Kim nói: Ở đây cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn ấy, ấm áp chứ không lạnh lẽo như trước nữa, cảm giác giận người cũng mất đi rồi. Năm khẽ cười rồi gật đầu: Bây giờ lo nghỉ ngơi cho khỏe đi, ngó vậy chứ bây giờ còn yếu lắm. Ở đây có điện thờ địa mẫu của cô nên mọi chuyện xem như là không sao. Chứ mà thả ra bây giờ ra ngoài, ma quỷ nó thừa cơ, nó bắt đi. Bẵng đi cho tới đêm hôm đó, tại nhà Trang lại bắt đầu có những hiện tượng lạ xảy ra. Cô Thu mẹ của Trang cứ đi ra đi vô, thấp thoảng lo âu.
vì từ sáng tới giờ không thấy Trang ra ngoài, cứ nhốt mình vào trong phòng. Cô có hỏi thì Trang cũng chỉ đáp qua loa, rồi bảo muốn nghỉ ngơi, bảo là ổn không sao. Nên cô không biết làm thế nào ngoài để cho Trang nghỉ ngơi. Khoảng tầm 9 giờ đêm, nghe tiếng Trang trên lầu bước đi, cô Thu cũng đi lên mà xem con mình tình hình thế nào. Khi cô vừa bước lên trên mấy bậc thang thì giật mình mà hét lớn. Trang lúc này mới lên tiếng: "Cái gì vậy mẹ?" Cô Thu nghe tiếng Trang thì lấy lại chút bình tĩnh, đưa tay vuốt ngực mà thở hổn hển. Vì trước mắt cô bây giờ là Trang đang mặc cái đồng trắng, tóc thì xõa dài lượm thuộm che hết cả khuôn mặt. Cô Thu mới lên tiếng: "Tổ mẹ mày, làm tao hít cả hồn. Mày làm cái gì mà xõa cái đầu tóc ra gớm vậy?" Trang đi từng bước xuống dưới lầu. Vừa đi cô vừa nói: "Con đói bụng quá, con xuống lấy đồ ăn. Mà kệ đi, mặt con đang bị nổi mụn, không muốn cho ai thấy hết, mẹ đừng có lo." Miệng thì nói vậy, nhưng khuôn mặt của Trang lúc này hiện rõ lên khuôn mặt như người chết vậy. Hai mắt thâm quầng, da trắng bệch, đến nỗi từng sợi gân xanh nổi lên. Miệng thì tím tái, thiếu đi sức sống của một con người vốn có. Cô Thu liền đi theo sau Trang, móc trong túi ra cái lá bùa màu vàng mà cô Năm đã đưa lúc sáng. "Nè, bây cầm cái đây bỏ trong người đi, bùa cầu ăn đấy. Tao là tao biết tụi mày chơi cái trò cầu cơ rồi đấy. Bộ tụi bây muốn chết à? Tao nói lần này là lần đầu cũng như lần cuối đấy, nghe chưa? Sáng con Hương nó kể hết cho tao rồi. Mày coi liệu sao mà liệu. Có chuyện gì thì nói cho mẹ biết." Trang bưng tô cơm lên trên tay, quay lại nhìn thấy mẹ mình dí cái lá bùa màu vàng vào tay mình thì cô giật bắn mình, hốt hoảng ra vẻ sợ sệt, lùi ra sau và né cái lá bùa. "Không, đừng, mẹ đem cái thứ đó né con ra, ghê quá, con không bị làm sao đâu, đừng có bùa chú gì, né nó ra khỏi người con đi." Vừa nói giọng Trang run run, rồi ba chân bốn cẳng mà chạy nhanh lên phòng, đóng cửa ầm một tiếng. "Con không sao hết đâu, mẹ đừng có nghe người ta nói bậy, né cái thứ kia đi, ghê chết." Nhưng lúc này mặt Trang lại bắt đầu thay đổi sắc thái, hai mắt cô hiện rõ ra sự căm phẫn, hai tay siết chặt lại, nghiến răng ken két ghê rợn. Cô bưng tô cơm trên tay mà chân thì nhảy lò cò một chân, bình bịch từng bước nhảy đến bên cái bàn trang điểm, rồi cầm lấy tô cơm mà ăn ngấu nghiến, ăn như kiểu cô đã bị bỏ đói lâu năm vậy. Đêm đó khi đang say giấc ngủ, mẹ Trang bị đánh thức bởi cái tiếng động phía trên lầu, bịch bịch, cái tiếng vang lên như có ai đó đang nhảy từng bước trên đó. Tưởng chừng như có trộm, mẹ Trang rón rén từng bước đi lên. Phía bên trên, Trang đang co mà giò lên mà nhảy từng bước. Vừa nhảy, đầu cô vừa lắc lắc giật giật, miệng thì nghiến răng ken két. Tay cô cầm con dao nhỏ, Trang cứ lè cái lưỡi mà liếm lên liếm xuống cái lưỡi dao, nhảy lò cò qua lại trước phòng ban công. Hai mắt cô xếch lên đáng sợ, lầm bầm trong miệng: "Ai, tụi mày đâu, tụi mày đâu rồi? Tại sao không chơi với tao đêm nay, tụi mày?" Cô Thu rón rén mà hé mắt lên để nhìn thì bị cái cảnh tượng ghê rợn của Trang làm cho điếng hết cả người. Cô như chết sững, toàn thân cứng đờ, miệng há hốc mồm ra khi thấy con gái mình có những hành động lạ thường. Phía trên Trang bất ngờ đứng lại trước một vách tường, rồi cô từ từ đưa hai tay lên vách. Hai cái chân cô cũng bắt đầu co lên, sau đó nhanh như cắt, Trang bò hết cả người lên trên tường, tiếng sắt tại chỗ con thằn lằn đang nằm mà dùng tay bắt lấy nó, sau đó bỏ vào miệng mà nhai ngấu nghiến. Cái cổ Trang lúc này từ từ mà ngửa ra đằng sau, hai cái mắt trợn ngược quỷ dị vô tình nhìn thấy cô Thu. Trang nhảy miệng mà cười với mẹ mình, một nụ cười ma quái làm cô Thu sợ đến nỗi té hết cả ra quần. Hai chân cô run lên cầm cập, cô muốn bỏ chạy xuống bên dưới nhưng chân cô không tài nào nhấc lên. Phía trên bất ngờ toàn thân thể của Trang từ trên cao rơi xuống đất. Lúc này cả người Trang nằm ngửa ra, hai tay hai chân chống lên cao, toàn bộ ngực và đầu ưỡn lên, cái đầu cùng với mái tóc dài xõa xuống đất. Hai mắt nhìn cô Thu mà cười lên khằng khặc: lại đây chơi." Dứt lời, Trang dùng hai tay hai chân mà bò ngửa về phía cô Thu. Khi tới gần, tay Trang với lấy chụp cổ tay của mẹ mình thì từ trong túi áo một ánh sáng màu vàng chật lóe lên, cánh tay quỷ của Trang cũng vội vàng thu lại, rồi cả người đó đổ sập xuống và nằm sấp lại, hai mắt nhìn ngửa lên chằm chằm nhìn cô Thu. "Tại sao cái thứ đó, sao mày không vứt nó đi, không vứt nó đi hả?" Cô Thu lúc này mới tá hỏa tam tinh, con quỷ kia tính bò chồm tới để chụp lấy cô,
Cô lùi lại mà bước hụt chân té xuống, lăn xuống cầu thang mấy vòng. Cơn đau làm cho cô như lấy lại được bình tĩnh. Ba chân bốn cẳng mà nhanh chóng đứng dậy, chạy tới chụp cái điện thoại gọi cho cô Năm. Alo, ai đấy? Đầu dây bên cô Năm trả lời. Bé Năm, chị đây. Cứu chị bé Năm, cứu chị Thu đây. Mau, mau. Hả, có việc gì? Chị có chuyện gì đúng không? Đúng rồi, em tới cứu chị liền đi. Cứu, con Trang, nó bị quỷ nhập. Vừa nói, cô Thu vừa khóc mếu máo. Trên lầu, Trang đang từ từ từng bước một mà bò xuống từng cầu thang. Vừa bò, Trang vừa nói. Mày đâu? Đêm nay chơi với tao. Một giọng cười man rợ vang lên, làm cô Thu sần cả gai óc, vắt chân lên cổ mà chạy thẳng ra bên ngoài. Sau đó kéo cửa mà đóng chặt lại, nhốt Trang bên trong mà chờ cô Năm tới cứu. Dì Năm bật dậy, tức tốc khom lấy một số thứ đồ nghề mà chạy lên lầu. Hương đang ngủ nghe tiếng dì Năm gọi thì cũng giật mình tỉnh giấc. Hương, lẹ lên, chờ dì tới nhà chị Thu. Hương vẫn còn mơ ngủ, ngơ ngác mà hỏi. Thu nào vậy dì Năm? Thì Thu mẹ con Trang, bạn con chứ Thu nào. Con bé nó đang bị nhập ở bên kia kìa, lẹ lên. Hương nghe như quái đó vừa tạt nước vào mặt mình, làm nó tỉnh hẳn ra, vội bật dậy mà chạy ra. Huyền thấy vậy cũng đòi đi theo, nhưng Năm can lại. Thôi, con ở nhà với mẹ con đi Kim, để cô với con Hương đi trước. Yên tâm, đã ở đây thì không ma quỷ nào nó dám hại được đâu. Nói rồi Hương cùng với Năm tức tốc mà dắt xe ra, rồi chạy thẳng đến nhà Trang. Lúc này cô Thu vẫn đứng bên ngoài cửa, tay chân cô run lên bần bật. Không ngờ rằng cái chuyện ma quỷ kinh dị này lại diễn ra ngay trong nhà mình, mà lại ngay trên đứa con gái của mình nữa. Bên ngoài đường, nhà nhà đều đã tắt đèn đi ngủ, chỉ có cô cùng với bóng đêm tĩnh mịch. Bên trong là đứa con gái của mình đang bị quỷ nhập. Cô Thu vừa sợ vừa lo cho Trang, không biết Trang có bị con quỷ kia hành hạ gì hay không. Lén lén mà hé mắt nhìn vào cửa kính, cô Thu cố dò mắt tìm xem con quỷ kia đang ở đâu. Ánh mắt cô từ từ nhìn từ trái sang phải, từ phải sang trái, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Thì ầm một tiếng, khuôn mặt của Trang với hai mắt thâm quầng từ bên dưới đất bất thình lình hiện lên sau tấm kính. Cô Thu bị hù cho giật bắn mình và bật ngửa ra sau, đầu đập mạnh xuống đất, cốp lên một tiếng choáng váng. Cố giữ lấy bình tĩnh để mình không bị ngất xỉu sau cú đập mạnh vừa rồi, cô Thu lồm cồm bò dậy, đưa tay ôm lấy đầu mà suýt xoa. Trang vẫn đứng sau tấm kính mà lè cái lưỡi của mình ra ngoe nguẩy, đưa tay vẫy gọi cô Thu. Sau đó Trang lại ngửa cổ ra mà cười khằng khặc. Ai là người tiếp theo làm mày chơi với tao? Nói rồi hai mắt của Trang trợn ngược lên, tay chỉ thẳng vào mặt của cô Thu. Cô chỉ biết đứng bên ngoài mà bất lực, nhìn đứa con gái tội nghiệp của mình khóc nấc lên từng tiếng. Cô Thu lại quỳ sụp xuống vái lệ van xin. Xin ông bà cô cậu tha cho con tôi, tha cho con tôi. Trang lúc này mới cúi gằm mặt xuống, miệng bắt đầu nhoẻn lên mà cười. Cái đầu Trang lại lắc lắc sang một bên. Thà chúng mày mời tao lên, tao chơi chưa đã, tao giết bắt hết chúng nó về chơi với tao. Cô Thu lại khóc òa lên như một đứa trẻ, cứ dập đầu mà quỳ lại con quỷ tha mạng cho con gái mình. Bất ngờ mở ánh đèn xe từ bên ngoài chiếu vào, Trang bị ánh đèn kia làm cho lóe mắt mà lùi ra sau, co một chân của mình lên mà nhảy từng bước bình bịch, rồi biến mất vào trong nhà. Lúc này cô Năm và Hương cũng đã đến kịp lúc. Năm nhảy bộ xuống xe, chạy như bay tới cánh cửa mà nhìn vào bên trong. Hương thì nhanh chóng gạt chân trông xuống xe mà chạy tới đỡ cô Thu đứng dậy. Trang đâu rồi cô? Hương hỏi. Cô Thu vừa khóc vừa chỉ vào bên trong. Nó ở bên trong kia kìa, cứu giùm con tôi đi, cứu con Trang giùm cô đi con. Cứ thế, cô Thu ôm lấy Hương mà khóc tu tu. Dì Năm lúc này đi lại về phía cô Thu. Chị Thu, chị mở cửa cho em đi. Cô Thu lúc này run run tay, mò mẫm trong túi áo, túi quần của mình, rồi rút chìa khóa ra đưa cho dì Năm. Em ơi, em cứu giùm con chị đi. Nó mà có chuyện gì chắc chị chết mất, chị không sống nổi đâu. Năm chặt lưỡi rồi trấn an cô Thu. Chị cứ bình tĩnh để em giải quyết chuyện này. Hương, còn đứng đây giữ cô Thu cho Năm, để Năm vào trong xem sao.
mà bây có nhớ đem cái lá bùa của Năm đưa cho không? Hương đưa tay sờ sờ lên cổ rồi gật đầu. Dạ có Năm, con làm mặt dây chuyền đeo đây này. Ừ, đứng đây đợi Năm. Nói rồi dì Năm quay người mà đi vào bên trong, đưa tay mở khóa. Cánh cửa từ từ mở ra, một tiếng ken két giận người vang lên. Dì Năm bước một chân vào trong nhà, hai mắt ngó nghiêng xung quanh. Tay phải cô cầm một cành dâu, tay trái nắm chặt một cái gương bắt quái. Năm lên tiếng. Trang, Trang ơi, con đâu? Đáp lại lời Năm là sự im lặng tĩnh mịch. Năm đưa mắt và nhìn xem cái công tắc điện đang nằm ở đâu. Không khí lúc này căng thẳng đến nghẹt thở. Năm nghe được cả nhịp tim của mình đập lên từng tiếng thình thịch. Trang, Trang ơi! Năm đi từng bước thật nhẹ nhàng. Bóng đen từ phía sau Năm xoẹt qua. Phản xạ rất nhanh, Năm đưa cao cành dâu và xoay người quất tập mạnh ra đằng sau. Chát một tiếng, nhưng chỉ là đánh vào tấm kính cường lực. Năm nheo mắt và thở ra một hơi. Mày mày, giờ mày có chịu dai không? Năm bước tới thêm hai bước, đưa tay bật công tắc điện sáng lên. Ánh đèn vừa chiếu sáng toàn bộ phòng khách thì Năm giật mình mà lùi lại. Trang lúc này đang đu bám trên trần nhà như một con nhện đang nằm chờ mồi. Đầu tóc Trang xõa xuống, hai mắt trợn ngược lên mà nhìn Năm. Bất thình lình, Trang nhảy bổ xuống mà chụp lấy Năm. Lùi về một bước nữa, Năm đụng phải cái cửa kính. Trang từ trên nhảy xuống, chụp vào người Năm mà vật xuống. Hai tay Trang bóp chặt lấy cổ Năm. Hai mắt Trang trợn ngược lên, chỉ còn trong trắng. Răng thì nghiến thật chặt từng tiếng ken két. Dì Năm cố hết sức bình sinh mà thoát ra nhưng không thể. Tay phải của Năm cầm cành dâu mà đưa lên chát một tiếng. Trang ăn trọn một roi thì la lên đau đớn, vội bỏ tay ra khỏi cổ Năm mà ngồi lùi lại, đưa tay xoa xoa cái chỗ bị đánh. Ánh mắt nó hằn lên giữa đau đớn lẫn căm phẫn. Dì Năm cũng lồm cồm bò dậy, thở hắt ra vài hơi mà nói. Mẹ mày, mày biết đây là cái thứ gì không? Năm đưa cành dâu ra trước mặt Trang. Hai mắt Trang trợn trợn đứt điếc mà nhìn cây roi dâu trong tay Năm. Ánh mắt Trang bắt đầu trợn lên như có một lực vô hình nào đó đánh thẳng vào người Năm, làm cô bị đánh té ngã ra đằng sau. Trang lúc này mới đứng dậy, nhảy lò cò từng bước tới chỗ Năm, cất tiếng. Dám cản tao à? Cản tao được không? Nói rồi Trang há to miệng của mình ra, định lao xuống chụp lấy Năm mà cắn. Bất tình lình, tay trái Năm đập thẳng vào cái gương bắt quái vào mặt Trang. Cô à bị cái gương kia chiếu vào thì lóe cả mắt, ngã bật ra đằng sau. Cô mặt nhăn nhó đau đớn. Năm lại bật dậy, vung roi dâu mà đánh chân chắp vào người Trang. Xuất ra cho tao. Mặc dù Trang bị đánh đến nỗi rớm cả máu thịt, nhưng con quỷ bên trong vẫn không chịu xuất ra ngoài. Bất tình đình Trang la lớn. Mẹ ơi, cứu con, đau quá mẹ ơi. Cô Thu nghe giọng con gái mình kêu vang vọng ra, lập tức chạy vào. Thấy con mình đã bị đánh tới thấp, cô Thu vội chạy vào mà ôm lấy Trang, đưa người ra mà đỡ lấy từng đòn roi của Năm. Thấy vậy Năm mới dừng lại rồi lên tiếng. Chị Thu, chị làm cái gì vậy? Con quỷ nó xuất ra rồi em ơi, đừng đánh con chị nữa. Con ơi, con có sao không? Trang lúc này đang nằm sấp mà khóc thút thít. Nghe tiếng khóc thì cô Thu nhận ra là tiếng của Trang, chứ không phải là con quỷ kia. Cô ôm chầm lấy Trang mà đỡ dậy, đưa tay sờ sờ lên vết thương của Trang và nói. Người ta đánh con có đau không con ơi? Lúc này Trang chợt im lặng không khóc nữa. Cái đầu Trang từ từ quay lại, vẫn là hai mắt trắng dã không có tròng đen, miệng nhoẻn lên cười quỷ dị. Cái miệng Trang lúc này không hiểu sao có thể cười toác ra tới tận mang tai. Bất ngờ Trang chụp lấy tay cô Thu mà bỏ vào miệng cắn mạnh. Hàm răng của Trang nghiến qua nghiến lại rồi bụp. Chỉ trong chốc lát, Trang đã cắn đứt một khớp tay của cô Thu. Cô đau đớn tột độ mà hét lên thật lớn. Năm cũng bất ngờ trước sự việc xảy ra, lập tức vung cái roi dâu lên mà đánh tập mạnh vào người Trang. Tổ mẹ mày, mau nhả ra. Trang đưa tay đỡ lấy mấy phát roi dâu, miệng thì vẫn nhai cái khớp ngón tay ngấu nghiến và ngon lành. Trang nhoẻn miệng cười thách thức. Đánh tiếp đi. Hương lúc này cũng từ bên ngoài mà chạy vào, thấy Năm đang đánh từng nhát thật mạnh thì cũng vội can ngăn. Năm ơi, đừng đánh nữa Năm, đánh nữa con Trang nó chết thật đấy Năm. Vừa nhìn thấy Hương, con quỷ kia trừng mắt lên mà nhìn thẳng vào cô. Mày, con chó, là mày hôm trước đã chụp tao ra khỏi cái xác con nhỏ kia. Hờ, là mày. Lời vừa dứt, Trang nhảy chồm lên mà chụp lấy Hương, đè xuống. Hai tay Trang vã liên tiếp vào mặt Hương,
sau đó ra sức bóp chặt cổ Hương. Năm liền cầm cái bát quái lên và đập thẳng vào đầu Trang, sau đó rút trong người ra một lá phù màu vàng, đập mạnh lên trên bát quái. Ngay lập tức một luồng ánh sáng hiện lên từ bên trên chiếu thẳng vào đầu Trang, làm cô la hét lên kinh hãi. Năm lại nói lớn: "Chị Thu, giúp em kéo con quỷ này ra." Cô Thu đang vật lộn đau đớn với cái ngón tay bị cắn đứt khớp của mình, nghe tiếng Năm kêu bất thình lình thì ngơ ngác mà nhìn, tay vẫn còn ôm cái ngón tay đầy máu đỏ mà suýt xoa. Năm lại gắt lên: "Chị Thu, mau lên, nó giết con Hương chết bây giờ." Trang lúc này bị cái ánh sáng kia làm cho đau đớn nhưng vẫn ra sức bóp chặt lấy cổ Hương. Năm thì đang giữ chặt cái bát quái cùng với cái lá bùa trên đầu Trang nên không thể nào di chuyển được. Cô Thu phải nén đau mà nhảy tới chụp lấy cổ Trang rồi bật ngửa ra đằng sau. Năm cũng giữ chặt cái bát quái kia trên đầu Trang để nó không bị rơi ra. Lúc này cô Thu đã bật ngửa được Trang, nhưng sức của Trang lúc này cực kỳ mạnh, nó lắc người qua bên này bên kia mà cố thoát ra. Năm rút lại cái bát quái cùng với lá bùa, bắt ấn tay và niệm chú, rồi cắn tay bật máu ra bên ngoài, sau đó vẽ lên cái kính bắt quái những dòng ngoằn nghèo như run chạy. Năm đưa cái gương ra trước mặt Trang mà hét lớn: "Ấn!" Lập tức cái gương kia lại chiếu sáng lên dọi thẳng vào mặt Trang, làm cô đau đớn mà hét giống lên. Tay chân cô từ từ buông lỏng ra. Năm quay sang và nói: "Cho nó lại cho Năm." Hương lúng túng không biết trói Trang bằng gì, cứ đi qua đi lại và tìm đồ để trói. Năm chậc lưỡi mà nói: "Ra xe lấy cái cuộn chỉ đỏ của Năm vào đây." Hương vội vàng chạy ra ngoài xe, thấy cuộn chỉ đỏ đã treo ở trên xe từ lúc nào mà đi cả đoạn đường cũng không phát hiện ra. Chụp lấy cuộn chỉ rồi Hương chạy thẳng vào trong nhà, dùng chỉ để trói chặt tay chân của Trang lại. Khi đã trói xong, dì Năm lúc này mới thôi bỏ cái bát quái xuống. "Được rồi đấy chị Thu, chị thả con bé ra đi." Cô Thu lúc này mới buông lỏng Trang ra, thả Trang ra một bên. Cô Thu cũng lồm cồm bò dậy rồi bò về phía Năm với Hương. Trang thì đang nằm vật vờ ra đất, hai mắt lim dim mơ màng. Dì Năm mới ngồi xuống rồi hỏi: "Nói, mày là thứ gì? Từ đâu tới? Mắc gì mà nhập vô tụi nhỏ? Rồi còn bắt chết hai đứa nhỏ vô tội khác, hả?" Trang lúc này mới thều thào: "Quỷ." Năm trợn trừng mắt: "Quỷ gì? Bao nhiêu tuổi? Cả gan ra bắt người. Bộ mày lớn hơn phán quan à? Mày nói, không nói tao bắt pháp tao đốt mày nữa. Nói." Trang lại thều thào từng tiếng: "Quỷ một giò 200 Năm gật cù: "200 tuổi, xem ra mày cũng già rồi. Tại sao không đi đầu thai ở đây quy phá?" "Tao bị giết, tao không muốn đầu thai, tao trả thù." Năm lắc đầu mà nói: "Mấy chục năm, gần cả 100 năm trôi qua rồi, hận thù của mày vẫn còn muốn trả hay sao? Chuyện gì mà khiến mày thù sâu như vậy?" "Tao bị cướp sạch tiền của, tao chống cự thì bị chúng nó chặt một giò của tao, tao phải đòi lại cho được." "Rồi, tại sao mày lại nhập vào mấy đứa nhỏ? Tại sao mà giết chết 2 nam? Mày biết làm vậy là mang nghiệp nặng lắm không?" "Chúng nó cầu tao lên, tao muốn chờ đợi kẻ thù để báo thù. Nhưng chúng nó cầu tao, chúng nó phá, tao bắt hết. Thằng đầu tiên và con này, cố tổ con này, chúng nó là 2 trong 4 thằng đã giết tao, nên tao báo thù con cháu nó. Tao giết con cháu nó để trả thù." Dì Năm lúc này lắc đầu rồi chậc lưỡi: "Oan oan tương báo, oán nghiệp đời trước mà đời này phải gánh. Bây giờ tao khuyên mày tha cho bọn nhỏ, mày cũng đã lấy 2 mạng người rồi, bây giờ tha cho những đứa còn lại. Tiền của tài sản của mày trước kia mất bao nhiêu, bây giờ ta sẽ bảo con cháu người ta cúng lại cho mày bấy nhiêu, có được không? Ngoan cố, tao đánh tiếp thì đừng có trách." "Được, tao muốn gấp 10 Năm quay sang mà nhìn cô Thu, nhiều Năm đang muốn nói gì. Cô Thu gãi gật đầu, hai hàng nước mắt lăn dài trên má: Lạy ông tha cho con gái con, gấp 10, gấp 100 cũng được, con chịu được, con chỉ mong ông tha cho con nhỏ thôi." Trang gật cù cái đầu rồi nhếch mép: 10 tháp vàng,
10 thúng tiền vàng, 2 bộ ngựa, 10 xiêm y, 3 ngày nữa dâng lễ cho tao ở 2 cây dừa trước đình. Sau khi nhận đủ lễ, tao tha. Năm nhau mắt mà nhìn Trang dường như nhớ ra điều gì. Khoan, còn một phía con nữ mày đã từng nhập, nó đang lạc ở đâu? Hay là mày đang giữ nó? Tao muốn cả vía cái nữ đó. Vía nữ đó nó đang lật quật ở chỗ tao. 3 ngày sau tao thả một lượt. Nói rồi Trang giật lên liên hồi mà ngã bất ngờ ra đằng sau. Hai mắt đim dim, thở từng tiếng mệt nhọc. Năm cũng thở phì ra một hơi nhẹ nhõm. Nó xuất rồi đấy. Cô Thu vội chạy tới ôm lấy Trang mà khóc. Ôi con ơi, con không sao chứ mẹ đấy con ơi. Hương lên tiếng. Vậy bây giờ phải chờ 3 ngày nữa sau để trả đủ lễ hả Năm? Ừ, nó đã ra điều kiện như vậy rồi thì cũng đành chấp nhận. Nó đang giữ vía con kim trong tay nên mình cũng phải phần nào nhún nhường nó. Cô Thu quay sang. Rồi bây giờ chị phải làm sao đây Năm? Con chị làm sao đây? Như con quỷ kia đã nói lúc nãy rồi, cố tổ nhà chị năm xưa cướp của giết người, bây giờ nó đòi mạng đòi của. Nó đã ra yêu cầu rồi thì đành phải chấp nhận cho mình được yên ổn. Năm đứng dậy mà phủi phủi bụi dính trên người. Mọi chuyện gần như đã ổn rồi. Thôi, chị để con bé qua nhà em mà chăm sóc nghỉ ngơi. Bên đó có 2 đứa nữa, có gì tụi nó sẽ phụ chị chăm con bé. Hương, con chở cô Thu đi bệnh viện xử lý cái tay kia đi. Nói rồi Năm ra hiệu cho Hương cùng dìu Trang ra ngoài xe, rồi chở Trang về nhà Năm để tiện bề chăm sóc và theo dõi. Còn Hương thì chở cô Thu đi bệnh viện. Mọi chuyện tạm thời yên ổn, mọi người cũng được bình an khi trở lại nhà Năm và chuẩn bị cho buổi trả lễ 3 ngày sau. Buổi lễ đầy quỷ dị chuẩn bị diễn ra. Sáng ngày hôm sau, Trang tỉnh dậy với toàn thân đau nhức. Cái mùi tanh nồng của máu và thịt một lần nữa lại xộc lên trong miệng cô. Ngồi bật dậy mà nôn túc nôn tháo ra bên ngoài. Huyền đang nằm bên cạnh cũng giật mình mà ngồi dậy đỡ lấy Trang. Thấy nơi mình đang ở rất khác lạ, Trang nôn một lúc thì dừng lại, đưa mắt nhìn xung quanh, bất giác mà rùng mình rồi lắc đầu nhẹ một cái. Huyền thấy vậy thì đưa tay vuốt lưng cho Trang đỡ, cứ nói: mày cảm thấy thế nào rồi? Đây là đâu? Tao đang làm gì ở đây? Huyền đứng dậy mà đi ra bên ngoài. Một lúc sau thì mang theo khăn và nước vào để dọn dẹp cái đống mà Trang nôn mửa ra nền. Huyền vừa dọn vừa nói: đây là nhà dì Năm của con Hương. Đêm qua mày bị quỷ nhập, mày còn cắn đứt cả một ngón tay của mẹ mày nữa kìa. Hên là cô Năm với con Hương tới kịp nên mới cứu được mày với mẹ mày đấy. Trang lấy tay vỗ vỗ lên trán mấy cái. Đầu cô như có ai đó đang dùng búa mà đập thật mạnh vào, khiến cô đau nhức không thể tả nổi. Chuyện đó có thật à? Sao tao không nhớ gì hết? Rồi mẹ tao đâu? Huyền lúc này cũng đã dọn xong mọi thứ, hất cằm ra ngoài cửa mà nói: cô Thu đang ngồi dưới nhà với mọi người kia kìa. Mày coi dậy vệ sinh cá nhân đi, rồi tao mang cháo lên cho mà ăn. Đêm qua mày bị quỷ nhập, làm sao mà nhớ cho nổi. Nói rồi Huyền bỏ đi ra ngoài. Trang ngồi đó cố mà nhớ về cái đêm qua, nhưng trong ký ức của cô hoàn toàn trống rỗng, không một chút nào đọng lại. Hai tay hai chân cô đau nhức rã rời. Đang ngồi suy nghĩ đăm chiêu thì bên ngoài có tiếng nói vọng vô: Trang, con tỉnh rồi à? Con làm sao hả con? Cho mẹ xem nào. Trang ngẩng lên thì thấy mẹ mình cùng với Hương và cô Năm đi vào. Cô Thu vội chạy tới đưa tay nắm lấy tay Trang: sao rồi con? Con khỏe chưa? Có mệt mỏi gì không? Con hơi mệt. Đêm qua có chuyện gì vậy mẹ? Còn cô đây... Trang đưa mắt nhìn dì Năm. Hương lên tiếng: đây là dì Năm của tao. Không nhờ gì là đêm qua chắc mày sẽ là đứa tiếp theo đi theo thằng Hùng với thằng Minh rồi đấy. Trang nghe Hương nói thì bất ngờ mà hỏi: cái gì? Thằng Hùng chết rồi á? Mới bữa tao còn đi dạo với nó trên đường ray cơ mà. Mà sao nó lại chết? Sao tao không biết gì? Hương lúc này mới trố mắt mà nhìn Trang: là đêm đó mày đi với thằng Hùng? Trang gật đầu: ừ,
đêm đó tao đi với nó. Tao nhớ là có đi bộ với nó trên khúc đường ray, rồi tao không nhớ gì tiếp theo. Chỉ nhớ là lúc đó... Hương liền ngồi xuống và đưa tay chụp lấy tay Trang. Lúc đó làm sao? Có phải mày biết chuyện gì không? Cô Năm thấy vậy thì mới ngồi xuống mà nhẹ nhàng. Sao? Còn nhớ gì thì cứ nói đi. Thời gian qua con bị quỷ một giò kia nó nhập thể và chiếm lấy thân xác. Thì việc không làm chủ được bản thân cũng bình thường thôi, không sao hết. Có chuyện gì con cứ nói đi. Trang lại ậm ừ một hồi lâu, không biết có nên nói ra hay không. Nhưng mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Cô lúng túng lấy tay mà che mặt, khóc nức nở. Lúc đó buổi sáng tỉnh dậy, con thấy mình đang nằm cạnh một cái chân người. Con sợ lắm. Con còn nhớ trên cái chân đó còn có dấu răng cắn nầm chởm. Mà con lại nôn ra một đống máu thịt nhơ nhuét. Thế rồi Trang úp mặt lên gối mà khóc nức nở. Mẹ Trang lại vội ôm lấy con gái mà vỗ về. Mặc dù bà đang rất sốc, không ngờ con mình lại ăn thịt người. Cái chuyện trái thiên nghịch lý. Hương thì bần thần mà ngồi sụp xuống. Huyền từ bên ngoài đi vào, nghe vậy cũng gần như không tin vào tai mình, vội đi tới đặt bát cháo nóng xuống bên cạnh. Mày nói thiệt à? Sao có thể? Trời ơi Trang! Huyền vừa nói mà hai tay cô run lên bần bật. Chỉ có cô Năm là người bình tĩnh nhất. Cô tiến lại gần, đưa tay vuốt lấy đầu Trang. Không sao hết, chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Là do con quỷ kia nó nhập vào con làm đến cái chuyện động trời đó. Chứ thực chất không phải là con đâu. Đừng có suy nghĩ nhiều, hay xem đó là một giấc mộng thôi. Ăn miếng cháo đi cho khỏe người. Nói rồi dì Năm bưng lấy tô cháo đưa cho cô Thu. Chị đút cho cháu ăn cho ấm bụng, con bé cần được nghỉ ngơi thêm. Cô Thu bưng lấy bát cháo mà rưng rưng nước mắt. Thôi ăn cháo đi con, chuyện nó qua rồi. Ăn một miếng cho mẹ mừng đi, nhìn con như vậy mẹ không kìm được. Hương cũng sụt sùi nước mắt, đứng dậy đi ra bên ngoài. Cô Năm thấy vậy thì cũng đứng dậy mà đi theo. Huyền cũng theo cô Năm mà đi ra. Hương ngồi xuống dưới bộ ghế phòng khách với vẻ mặt thất thần, ánh mắt nhìn xa xăm. Huyền cũng ngồi cạnh bên mà rưng rưng nước mắt. Ui mày ơi, tao sợ quá. Hương quay sang thấy hai mắt Huyền đang ứa lệ. Tao cũng như vậy, vừa sợ mà vừa tức nữa. Tức cái chuyện chơi ngu của tụi nó. Tại sao tao không ngăn chuyện này sớm hơn, để giờ cái kết cục nó như thế này. Con bé Trang nó sao rồi con? Nghe tiếng nói vọng trên lầu, Hương với Huyền đưa mắt nhìn lên thì thấy cô Hồng đang từ từ đi xuống. Hương mới đứng dậy chào cô rồi nói. Trang nó tỉnh rồi cô ạ, nhưng vẫn đang trong tình trạng hoang mang. Còn con Kim sao rồi cô? Nó đỡ hơn chút nào chưa? Thiệt, nó vẫn nửa mê nửa tỉnh. Cầu mong phúc báo ông bà phù hộ cho nó qua khỏi cái kiếp nạn này. Cô nghĩ mà giàu hết sức, khi không lại bày ra cái trò cầu cơ cầu số mà hại thân ra thế này. Lúc này cô Năm đi trên lầu xuống, mặc trên người một bộ áo lam. Cô cất giọng cắt ngang cuộc trò chuyện. Hồng, mày đi theo tao có chút chuyện. Đi đâu mày? Năm thở dài. Đi với tao sắm ít lễ, rồi qua chỗ đình tao có chút chuyện muốn nhờ thần đình của mình. Cô Hồng thắc mắc rồi hỏi. Chuyện gì mà nghiêm trọng thế? Thì chuyện nhờ giữ cái vía con mày. Đi chứ để trễ cái giờ trưa. Nói rồi cô Hồng cũng đứng dậy mà chuẩn bị đồ đạc rồi đi theo cô Năm. Cả hai ghé ngang chợ sắm ít lễ nhỏ như trầu cau rượu trắng, bánh trái nhang đèn. Sau một hồi thì cũng tới trước cửa đình. Đình làng nằm nơi rất vững về phía phong thủy, lưng tựa núi, mặt giáp biển. Cô Năm đứng trước đình rồi quay lại mà nhìn về hướng hai cây dừa nằm bên kia mặt biển, đối diện với đình làng. Nheo mắt mà nhìn một hồi thì lại đi vào bên trong. Dì Năm dâng lễ vật đầy đủ, đốt ba nén hương thành tâm mà khấn vái. Xin thần đình có thấy cái vía của Kim lạc quanh đây thì giữ lại dùng, để vía không phải đi lung tung tìm xác. Khấn vái thật kỹ một hồi thì Năm lại lấy cái đĩa có hai đồng xu ở trên đó, đưa cái đĩa ấy lên cao qua đầu, rồi tiếp tục mà khấn. Năm từ từ hạ cái đĩa xuống, đưa tay cầm lấy hai đồng xu mà thả. Tiếng đồng xu từ trên cao rơi xuống cái đĩa sứ vang lên lanh canh. Nó xoay xoay một lúc thì nằm yên xuống mặt đĩa. Cô Hồng tò mò mà chồm người tới nhìn vào cái đĩa, thấy hai đồng xu đang nằm một úp một ngửa. Năm lại đưa lên cao cái đĩa ấy mà cúi đầu lạy ba lạy, rồi đứng dậy đi ra bên ngoài. Cô Hồng khó hiểu đi theo sau. Cái mày vừa làm là cái gì? Lúc nãy tao xin thần, nếu có thấy cái vía con mày thì xin ngài giữ lại dùng, đừng để nó đi lung tung,
hoặc là bị con quỷ kia nó hại. À, vậy còn cái vụ mày thầy đồng du, đó là được gọi là xin keo. Khi mày xin thần thánh chuyện gì thì để bề trên có đồng ý hay không, thì chỉ cần thành tâm khấn vái rồi thầy hai cái đồng xu lên cái đĩa, một úp một ngửa, tức là bề trên đồng ý giúp mày. Còn hai úp hoặc hai ngửa thì là không đồng ý. Lúc này cô Hồng như mở mang thêm một số kiến thức về tâm linh, gật cù mà đi theo sau. Năm lại nói, đi theo tao ra chỗ hai cây dừa kia. Chỗ đó hình như là nơi tụi nhỏ gặp con quỷ một giỏ đó. Cô Hồng đưa mắt mà nhìn về phía hai cây dừa phía trước, nuốt nước bọt ra vẻ sợ sệt mà nói, có sao không? Ban ngày mà mày cũng sợ nữa à? Trời nắng muốn bể cái đầu ra, ma quỷ nào dám xuất hiện. Nói rồi Năm từng bước mà đi về phía trước, cô Hồng cũng lặng lẽ đi theo. Ra tới nơi, Năm đứng mà nhìn xung quanh, nhìn ngang nhìn dọc, nhìn tới lui. Dưới đất vẫn còn vương vãi một ít giấy tiềm vàng, bánh kẹo các loại. Năm đoán đây là đồ lễ mà tụi nhỏ đã dùng để chơi cầu cơ. Năm đi xung quanh một lúc thì dừng lại tại một bụi cây bồn bồn, cúi người xuống mà cầm lên một tấm gỗ vuông. Cô Hồng đi tới thì thấy trên tấm gỗ còn khắc chữ ma quỷ thánh thần. Còn đây là cái gì? Năm cầm cái bàn mà ngắm nghía. Là cái bàn cầu cơ. Cô Hồng giật bắn mình né ra xa. Là nó đấy à? Ghê quá, thôi vứt đi mày. Giờ tao mà vứt đi thì người khác sẽ nhặt nó, mà có nó rồi thì lại tiếp tục cầu cơ. Vậy thôi, để tao mang về mà hóa kiếp cho nó. Hóa kiếp? Ừ, là phá bỏ nó đi. Mà thôi, đi về thôi. Cô Hồng gật đầu rồi chạy thật nhanh qua bên kia, lấy xe chở Năm về. Trên đường đi, cô Năm bắt đầu nhận ra có sự thay đổi kỳ lạ. Hai vai cô Hồng cũng có cảm giác như bị ai đó đè mạnh lên. Khi về tới cổng nhà thì dì Năm bước xuống, đi vào trong mấy bước rồi quay lại mà hỏi, đã theo về tới đây rồi thì còn sợ gì mà không theo ta vô? Cô Hồng ngơ ngác mà nhìn sau lưng mình rồi quay lại nhìn Năm. Mày nói chuyện với ai đấy? Người âm. Người ta theo mình về tới đây này, nhiều lắm. Để tao xem họ có chuyện gì. Mày vô nhà trước đi. Nói rồi Năm đứng ôm cái bàn cơ mà chỉ trỏ nói gì đó trước cổng, rồi lại đưa tay ấn quyết mà múa máy lung tung, rồi quay người mà đi vào. Thấy Năm đi vào cùng với cái bàn cơ trên tay, Hương giật bắn mình mà lắp bắp, Cái đó. Ừ, đồ chơi đổi mạng của tụi bay đấy. Hương lúc này muốn nói gì thêm thì dì Năm lại nói, đi lên trên phòng thờ mẫu, Năm có khách tới, đông lắm, lên chuẩn bị nước và hương giúp Năm. Nói rồi Năm cầm cái bàn cơ mà đi thẳng lên trên. Hương ngó nghiêng ra ngoài cổng thì không thấy ai. Tưởng Năm chỉ báo trước để mình chuẩn bị thì Năm lại nói, lẹ lẹ đi con, người ta đang đợi ở trên. Hương khó hiểu với những lời Năm nói. Từ lúc nãy tới giờ làm gì có ai ra vô nhà. Hương vừa suy nghĩ khó hiểu vừa đi lên trên. Lúc này Năm cũng đã kêu mọi người lên trên phòng thờ. Năm ngồi xếp bằng ngay ngắn ở dưới chân bức tượng địa mẫu. Xung quanh là cô Hồng, cô Thu, Huyền và Hương. Mọi người đều im lặng chờ Năm dâng hương. Chợt Năm lên tiếng, được rồi, theo về cũng theo rồi, ai có chuyện gì muốn nói thì cứ nói. Lúc này ba người cô Hồng, cô Thu và Hương nhìn nhau ngơ ngác, không biết Năm đang nói với ai. Thì bất ngờ Huyền lên tiếng, để ta. Rồi Huyền đứng dậy mà đi ra ngồi đối diện với Năm. Hai mắt Huyền nhắm chặt lại, hai tay cũng siết chặt, ngồi gật cù trước mặt Năm mà nói, ta đại diện, để ta nói. Bọn ta muốn đòi lại công bằng. Người là ai? Muốn đòi công bằng chuyện gì? Bọn ta là những người bị cố tổ của con này. Chỉ vào cô Thu, giết chết rồi cướp của, bị giết chết oan, nay muốn đòi công bằng. Lại là oán nghiệp nhiều đời trước, tại sao không đi đầu thai chuyển kiếp mà vất vưởng tại âm gian này? Huyền lắc lắc đầu mà nói, bọn ta chờ đòi lại tiền, đòi lại của, đòi lại mạng. Cố tổ của tụi nó ác lắm, ác dã man, giết bọn ta, cướp hết của cải, sạc thả cho biển, cá rỉa của ăn. Bọn ta hận, phải đòi lại công bằng. Người làm chuyện ác thì khi chết đi về dưới âm ti cũng đã được xử đúng tội rồi,
Vậy mà cớ gì các ngươi còn vấn vương nghiệp quả, chờ đợi để hại con cháu người ta? Con cháu người ta có làm gì có tội đâu. Huyền lại nói, không, bọn ta không đi. Bây giờ phải trả công bằng, nhà bọn nó phải trả vàng, trả thuyền, trả đồ thì mới đi được. Không thì bọn ta bắt hết, cho tuyệt tử tuyệt tôn. Dì Năm đập bàn một cái thật mạnh, làm cả ba người kia giật bắn mình. Hỗn xược, dưới chân địa mẫu mà dám loạn ngôn hỗn láo. Huyền lại giật người mà nói, đã làm sao, nếu không trả, ta sẽ cho người bắt hết gia phả nhà nó. Thù nào mà thù không trả. Năm run run tay, mắt nhau lại, đứng bật dậy mà cầm một thanh kiếm lớn bên dưới chân địa mẫu, trợn mắt mà nói, giỏi, bộ người muốn bắt ai thì bắt à? Luật âm ti còn không xem ra cái gì, muốn ta mượn lệnh mà chém người ngay tại đây không hả? Huyền lúc này tỏ vẻ sợ sệt mà ngồi lùi về sau, im lặng một hồi rồi nói, cùng lắm là chết chung với con nhỏ này, rồi chỉ vào chính mình, ta có chết thì những người khác cũng sẽ về bắt thôi. Không trả vàng trả bạc, không trả nợ ân thì chết hết. Nằm trợn mắt mà tức giận, rút thanh kiếm bóng loáng ra, đưa tay bắt quyết rồi hét lớn, được, vậy thì ta trả ngươi trước. Lúc này cô Thu mới vội vàng mà chạy tới đỡ lấy tay Năm. Năm ơi, để chị nói, bình tĩnh đi Năm. Nói rồi cô Thu quay lại mà nhìn Huyền. Thưa các vị, chuyện của cố tổ nhiều đời trước gây ra lỗi lầm cùng với đau khổ cho các vị, thì nay phận làm con làm cháu xin nhận lỗi. Các vị có yêu cầu gì cứ nói, tôi sẽ đáp ứng cho các vị. Chỉ mong các vị rộng lòng mà tha thứ. Huyền lúc này mới gật gù, chỉ vào tay vào mặt cô Thu mà nói, được, nếu các ngươi chuẩn bị cho bọn ta 10 thúng vàng, 10 thúng tiền, ghe xuồng các loại, tịt thà bánh trái, lễ vật nghiêm trang, 2 tháp vàng thỏi, chục bộ ngựa, quần áo xiêm y đầy đủ, bọn ta mới tha cho. Năm lúc này lại lên tiếng, các ngươi đòi hỏi quá đáng, thiệt là không biết phép tắc gì. Huyền lại hừ lạnh một câu, có lẽ người không biết, số người chết dưới tay bọn cướp này không dưới 1000 người đâu. Tự hỏi bao nhiêu lễ vật đó có đáng xá gì. Cô Thu nghe như vậy thì ngỡ ngàng, rồi cũng nhẹ nhàng mà đáp, Thôi, các vị muốn sao tôi cũng đành vậy. Mong các vị rộng lòng mà bỏ qua, đi đầu thai chuyển kiếp, tha thứ cho lỗi lầm của cấp bậc cao niên cố tổ. Huyền lại hừ lạnh một tiếng, có cái quỷ một giò đã hẹn các ngươi 3 ngày, vậy thì bọn ta sẽ đến vào cái lễ đó để nhận đồ. Nói rồi Huyền chắp tay mà quỳ trước bức tượng địa mẫu. Nam mô Diêu Trì Phật mẫu, vô cực đại từ tôn tác đại chứng minh. Đệ tử vừa rồi có gì không nên không phải, cúi xin Phật mẫu thương tình bỏ qua. Chỉ là đệ tử mang nhiều oán hận, nên lời lẽ nhiều phần bất kính. Nam mô. Nói rồi Huyền cúi dập đầu mà lạy 3 lạy, sau đó dập mạnh ra đằng sau mà té ngã. Biết phong đã xuất ra, cô Thu vội vàng chồm lấy đỡ lấy Huyền. Hương cùng với cô Hồng đang sững người trước sự việc xảy ra thì cũng chồm tới đỡ lấy. Huyền cả người mệt mỏi nhưng không còn chút sức sống nào. Con khát nước quá. Hương với tay lấy ly nước cho Huyền uống ực một hơi. Năm lúc này mới đứng dậy mà nói, chuyện đã vậy rồi thì đành như vậy đi. Mọi người chăm cho con bé nha, tôi đi có chút chuyện. Dì Năm thở dài rồi đứng dậy cúi lại tượng địa mẫu, rồi cầm trên tay cái bàn cầu cơ mà leo lên xe đi mất. Năm chạy thẳng lên trên chùa Đa Bạc, cầm lấy cái bàn cầu cơ và đi thẳng tới bàn trà nhỏ nơi có 4-5 vị sư đang ngồi. Thấy Năm tới, một vị sư đứng dậy mà hỏi, mô Phật, hoan hỉ được gặp bạn tôi. Năm gật đầu chào rồi đưa tay đánh lễ với các vị sư. Năm lại nói, Huế, tôi có chuyện này cần nhờ ông. Sư Huế lên tiếng, chuyện gì bà nói đi, bạn bè lâu năm sao có vẻ mặt bà nghiêm trọng vậy. Năm đi tới đặt cái bàn cơ lên trên bàn đá. Mô Phật, các sư cho con ngồi chung để bày tỏ cái sự tình. Được sự đồng ý của các sư, Năm bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện, bà ngỏ lời muốn nhờ các sư đến tụng siêu độ dùng cho buổi trả lễ cho các vong hồn kia.
các sư thì đều hoan hỉ mà giúp đỡ. Sư Huế lúc này mới lên tiếng: Mô Phật, bà Năm, lâu nay không gặp, bà dạo này sao rồi, cuộc sống có ổn không? Năm cười mà đáp: Thì cũng khỏe, nói chung là cuộc sống dạo này cũng ổn. Mà tôi là tôi nghĩ hoài không ra, chơi với nhau từ nhỏ tới giờ, đùng một cái ông bỏ đi tu, tự nhiên nó bất ngờ làm sao. Sư Huế cũng cười hiền rồi đáp: Cũng đã 15 năm rồi chứ ít gì. Từ cái ngày tôi xuất gia, mọi chuyện trên đời đều là duyên số cả, có gì đâu mà ngạc nhiên à bà. Ngồi tâm sự trò chuyện một hồi thì Năm cũng xin phép đi về, gửi lại cái bản cư này để nhà chùa tụng siêu độ rồi hủy nó đi, để tránh làm hại cho người sau. Rồi cái ngày trả lễ cũng diễn ra. Chiều sầm khi mặt trời vừa khuất bóng, mọi người cũng đã chuẩn bị đầy đủ lễ vật, tiền vàng mã, tháp vàng, ngựa giấy, quần áo xiêm y giấy, tất cả không thiếu thứ gì. Trời bắt đầu sập tối, bóng đêm lại bao trùm tất cả, đèn cầy và đèn dầu thắp sáng rực cả một vùng. Cũng may là mọi người cũng đã xin ý kiến và được sự chấp thuận của tổ trưởng dân phố và trưởng làng để làm cái lễ long trọng mà lớn đến vậy. Hương, Huyền, Trang, Kim, cô Thu, cô Hồng và cả Năm đang đứng thắp hương để khấn lễ. Dì Năm khấn thì gió lốc kéo đến ầm ầm, nhưng lạ thay, dù có gió to cỡ nào thì những ngọn đèn kia vẫn cháy sáng. Từng tiếng gió rít qua kẽ lá, từng đợt âm phong nổi lên làm cho mọi người đều hoảng sợ. Dì Năm vẫn đứng trang nghiêm mà khấn bái. Sau một hồi thì tất cả lại yên lặng. Năm thắp hương xuống bát gạo rồi quay lại mà nhìn thì giật cả mình, vì lúc này âm hồn bất vượng kéo về đây nhiều vô số kể. Năm ra hiệu cho mọi người đứng sang một bên để cho người âm dự lễ. Hôm nay tôi làm cái lễ này, trước là để thay mặt gia đình trục tội các vị, sau là xin nhận lại vía của một người nữ. Như các vị đã thấy, lòng thành của gia chủ đáp ứng theo yêu cầu các vị không thiếu thứ gì. Mong các vị nhận lễ rồi tha thứ cho tội lỗi oán nghiệp mà nhiều đời trước đã gây nên. Lúc này trời đã bắt đầu nổi gió, nhưng lần này là những cơn gió lạnh đến thấu xương. Gió lại ầm ầm nổi lên, đám âm hồn vội vàng mà đứng giạt ra hai bên. Từ đằng xa lù lù xuất hiện bóng hai con quỷ, một con thì mất hết một chân, nó đã nhảy tưng tưng từng bước mà tiến vào. Con còn lại thì đủ hai chân nhưng bị mất hết một tay. Cái con quỷ này đều là nam, tướng tá thô bạo, mặt vẻ hung tợn, đầu tóc xõa dài rối bời, hai cái đanh dài qua miệng. Chúng từ từ bước vào giữa bàn lễ, quay mắt mà nhìn mọi thứ xung quanh, rồi nhìn về phía Năm, khẽ gật đầu. Con quỷ một giỏ mới lên tiếng: Khai lễ. Lập tức đám âm hồn nhảy vào ăn, giành nhau ăn ngấu nghiến, ánh mắt thèm khát cái bụng đói bao nhiêu năm nay như được thỏa mãn. Những điều đang diễn ra chỉ có một mình Năm nhìn thấy mà nghe được, còn lại mọi người chỉ biết đứng suýt xoa từng cơn gió lạnh rồi từng làn khói hương bay đi. Chờ đợi một hồi lâu, khi thấy bọn âm hồn cùng hai con quỷ kia dự lễ gần xong, Năm mới đứng dậy mà nói: Lễ cũng đã trả, vậy thì cho ta xin một vía nữ kia để trả về hồn thể. Lúc này con quỷ một giò mới ngưng ngừng lễ, nó nhếch mép cười rồi lập tức phi thẳng tới mà nhập vào người của Kim. Bất thình lình, Kim nhảy từng bước tới mà chụp lấy bó hương đang cháy rực rồi cắm ngực chúng xuống đất. Thấy mùi hương đã tắt, bọn âm mồm bắt đầu nháo nhào lên hỗn loạn. Chúng bắt đầu tranh giành nhau cấu xé từng lễ vật, nào là tháp vàng, giấy vàng mã, tất cả những hỗn loạn lên, bọn chúng thi nhau mà giành giật cho riêng mình. Thấy Kim có hành động lạ, cô Hồng hốt hoảng hét lớn: Trời, Kim ơi, con làm cái gì vậy? Lúc này Kim mới đứng mà cười lớn: Lũ ngu. Lúc này Huyền cũng ngửa người ra sau mà giật giật mấy cái. Huyền đứng phắt dậy mà cười lớn: Chúng mày còn ngu lắm, tao bắt hết. Nói rồi Kim với Huyền lập tức nhảy vào mà chụp lấy hương cùng với cô Thu. Trang thì lại bị một phong khác nhập vào, cũng lao tới mà cắn xé mẹ mình. Kim chụp lấy hương mà đè xuống: Là mày, con chó, là mày đêm đó đã chụp tao, chụp nữa tao coi. Năm giật mình hoảng hốt vì sập vào cái bẫy của bầy ma quỷ, lập tức rút cái roi râu ra mà lao tới đánh tới tấp vào người Kim chằn chát: Mày dám lừa tao. Huyền cũng lao tới đánh vào người dì Năm.
Cô Thu thì đang chụp lấy Trang mà kéo lại. Cô Hồng cũng ra sức và giữ chặt Trang lại, không cho nó cắn vào người mình. Khung cảnh lúc này càng hoảng loạn vô cùng. Bị đánh chăn chát, nhưng Kim vẫn ra sức bóp cổ Hương. Hương trợn trắng mắt, cố dùng hết sức bình sinh mà kéo tay Kim ra, nhưng không tài nào mạnh bằng Kim. Năm bị Huyền đánh từ phía sau thì ngã nhào tới trước. Năm bung cái roi dâu ra mà quất ngược lại, đánh vào người Huyền chát lên một tiếng. Huyền bị đánh đau thì hét lên kinh dị: "Chó đẻ!" Năm đứng bật dậy mà hét lớn: "Huế, cứu tao Huế ơi!" Từ xa, bất ngờ một sợi dây chuỗi bằng gỗ đánh tới vào lưng Huyền, làm cô đau đớn mà hét lên một tiếng. Sau đó là liên tiếp từng chuỗi hạt bay tới đánh vào người của Kim và Trang. Bị đánh bất ngờ, cả ba hét lên kinh dị rồi đứng lùi sát vào nhau. Đám âm hồn cũng hoảng loạn mà né ra, không còn tranh giành đồ ăn và tiền bạc nữa. Sư Huế và bốn vị sư khác bất ngờ xuất hiện. Cả năm đi từng bước nhẹ nhàng và tiến tới, đứng năm người năm góc bao quanh Kim, Huyền và Trang. Sư Huế mới lên tiếng: "Mô Phật, các vị hà cớ gì lại muốn lâm mình vào nghiệp quả, đời đời không thoát ra được." Kim lúc này mới trợn trừng trừng mắt. Huyền cũng không thua kém, ánh mắt cô sắc lên hung tợn: "Bọn thầy chùa các ngươi thì biết cái gì? Chúng gieo nghiệp giết bọn ta, bây giờ chỉ có nhiêu lễ đây mà đòi bọn ta tha thứ, không dễ như vậy đâu." Huyền cũng lên tiếng: "Bọn ta muốn giết hết gia phả nhà nó, căm thù bọn nó đến tận xương tủy." Sư Huế lắc đầu mà nói: thiện tai, oan oan tương báo biết bao giờ mới hết, bánh xe nhân quả biết bao giờ mới dừng lại." Kim trợn trừng: "Chừng nào bọn tao giết hết thì sẽ dừng." Dứt lời, cả ba muốn lao lên mà cắn xé vào các sư, thì đồng loạt năm vị sư bắt đầu trì chú: "Nam mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát, Diệu Trạm Tổng Trì Bất Động Tôn, Thủ Lăng Nghiêm Vương Thế Hy Hữu, Tiêu Ngã Ức Kiếp Điên Đảo Tưởng, Bất Lịch Tăng Kỳ Hoạch Pháp Thân." Từng tiếng kinh Lăng Nghiêm được trì tụng vang lên ngày một lớn dần. Cả ba vong quỷ bên trong ôm đầu mà gào mà thét đau đớn, cả thân người uốn éo. Mới đầu chúng còn hung hãn muốn nhảy ra mà đánh trả, nhưng thần lực từ kinh Lăng Nghiêm quá lớn làm chúng đau khổ mà ôm lấy đầu của mình. Sau một hồi trì tụng thì ba con quỷ kia biết mình chịu không nổi nữa, nên đồng loạt cúi gập đầu mà xin tha cho. Thấy chúng dập đầu thì các sư cũng đồng loạt thôi trì tụng. Sư Huế mới lên tiếng: "Mô Phật, thiện tai, thiện tai." "Xin các ngài tha cho, xin các ngài tha, bọn tôi biết lỗi rồi, xin các ngài tha cho. Cùng vì oán nghiệp quá lớn, không màng đến nhân quả, để vướng vào sai lầm, xin các ngài tha cho." Kim quỳ lạy mà khóc lóc van xin, hai con quỷ kia cũng cúi lạy theo: "Xin tha cho chúng con, cũng là vì oán nghiệp quá nặng mà chúng con mới thành ra thế này, xin tha." Sư Huế lại lên tiếng: "Mô Phật, cửa Phật Từ Bi, xin các vị theo ta về chùa, ngày ngày nghe kinh sám hối để mau được siêu sanh về kiếp khác." "Xin các ngài cho chúng đệ tử âm hồn vất vưởng đã theo con bao nhiêu năm nay cũng được về chùa mà nghe kinh kệ giảm tội nghiệp, xin các ngài từ bi mà đón nhận chúng." Sư Huế đáp: "Mô Phật, cửa Phật Từ Bi luôn rộng mở đón những chúng sanh lầm đường lỡ bước mà quay về, xin các vị hãy theo ta về chùa." Cả ba lại cúi đầu mà lạy mấy lạy, rồi đồng loạt xuất ra bên ngoài. Thấy mọi chuyện đã êm xuôi, mọi người vội vàng chạy tới đỡ lấy ba người bên trong. Sư Huế quay sang phía Năm mà nói: "Mô Phật, bà cho mọi người về nghỉ được rồi, tôi cũng làm xong chuyện rồi. Sư huynh đệ, chúng ta cũng lui về tự." Năm thở dài một hơi rồi chắp tay đánh lễ với các sư thầy, rồi cảm tạ, quay sang mà nói với Sư Huế: "Mô Phật, cho con được gọi bằng tiếng thầy, xin thầy rộng lòng mà cầu siêu độ cho các vong hồn cùng với thứ này, mong sư hóa kiếp cho nó." Nói rồi Năm lấy trong người ra cục gỗ hình trái tim. Thứ này là Năm đã thấy nó rơi ra trong người Trang. Sư Huế nhận lấy con cơ rồi nói: "Mô Phật, việc này ta sẽ lo chu đáo." Rồi sư nhìn Năm mà cười hiền, quay lại đi cùng với bốn vị sư huynh đệ khác trở về chùa. Lúc này Năm chợt nhận ra điều gì, lập tức đưa tay bắt ấn
vẽ vẽ vào không trung, rồi di chuyển ấn tay từ đằng xa, từng bước mà lùi về chỗ Kim đang ngồi. Khi đã ngồi đến trước mặt Kim, Năm hô lớn: "Nhập!" Sau đó, Năm thở phào ra nhẹ nhõm. Vía con Kim nó hoàn lại xác rồi đấy. Mọi chuyện xong rồi. Mọi người dọn dẹp rồi về nghỉ ngơi. Mọi người cũng bắt đầu dọn dẹp đồ lễ, đốt hết những thứ vàng mã kia cháy rực cả một trời. Ngọn lửa lớn cháy phật như thiêu đốt tan hết nghiệp chướng của nhiều đời trước cho đến nay, đốt hết những thứ không lành đã diễn ra trong thời gian qua. Mọi thứ đã bắt đầu từ đâu thì lại kết thúc tại nơi đó. Các bạn thân mến, như vậy là câu chuyện Trò Chơi Cầu Cơ của tác giả Nguyễn Huy với nickname là Huy Rùi đã khép lại tại đây. Nếu các bạn cảm thấy thú vị và hữu ích, các bạn có thể ủng hộ cho tác giả Nguyễn Huy cũng như Bí Ẩn Radio thông qua hướng dẫn